Xin chào mọi người, các bạn ơi. Hôm nay mình lại tiếp tục lấy ong rừng tập 5 nhé các bạn nhé. Đây đằng sau mình là mình đặt ở đây 3 hòm, nhưng chỉ vào một hòm thôi. Đây, một hòm ở đây, một hòm đây và một hòm đằng sau. Hòm đằng sau là vào rồi các bạn ạ. Vào chắc tầm 20 ngày rồi. Rồi, ok, chúng ta tiếp tục lấy ong rừng nhé các bạn nhé. Hai hòm này là chưa vào các bạn ạ. Một hòm bên này vào rồi. Rồi chúng ta sẽ lấy hòm này. Xem mở hàng có được gì không. Có được nhiều mật không. Đây thấy ong thợ cũng nhiều đấy. Đây, ok các bạn ạ. Rất tuyệt vời. Cái này mà để đến tháng 5 thì quá sướng luôn các bạn ạ. Nhưng mà mình phải lấy thôi, mình phải tranh lấy với những người hay lên rừng lấy trộm hòm ong ấy các bạn. Họ hay lên trộm. Mình phải tranh thủ lấy trước họ. Cũng vừa lấy vừa nhục lắm các bạn ạ. Nhưng mà cái này mà để đến tháng 5 thì tức là cuối tháng 5 ấy mà lấy thì quá tuyệt vời luôn. Đây. Này nó mới làm được 20 ngày thôi các bạn ạ. Đây hết rồi các bạn ạ. Còn một sáp. Sáp nhỏ mình vẫn để lại. Đây. Này ông thợ cũng nhiều lắm. Một quất ở đằng sau kia. Lại nó đậu ở gốc cây kìa. Đấy. Đây mình sẽ đóng hòm lại xong đặt lại chỗ cũ nhé các bạn nhé. Ok. Hết thành quả đây. Quả được 1, 2, 3, 4, 5. Vẫn 5 sáp các bạn ạ. 6 sáp ở trong kia. Đây. Mật ong rất là sóng sánh. Ngon lắm các bạn ạ. Đây mình sẽ tách nhé các bạn nhé. Mình tách lấy mật nhé. Đây, tuyệt vời luôn.
Đã xong các bạn ạ. Đây. Đéo ôi ôi. Nó chui vào tay áo này. Đây các bạn ơi. Mật ong của mình đây. Tuyệt vời. Đây. Sáp nhậu. Quá nhiều luôn. Đây nó đang vào hết rồi. Đây sáp nhộng. Nhộng phấn này, phấn. Nó cả mật. Rồi ok, chúng ta lại tiếp tục lấy hòm khác nhé. Các bạn hãy theo mình nhé. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình xin một lượt đăng ký và bật chuông để theo dõi những video tiếp theo nhé các bạn nhé. Đây mình mời các bạn một miếng này. Ngon lắm các bạn ạ. Rồi phấn. Tuyệt vời. Ok, chúng ta lại tiếp tục lấy hòm tiếp theo nhé các bạn nhé. Một hòm mình để ở dưới này. Đây các bạn ơi, có một sáp nhỏ này, năm sáp, sáu sáp, sáp nhỏ này, chưa ăn thua các bạn ạ. Đây các bạn này, cái này không có nước mấy. Sáp này ít nước này. Đây.
ong thợ nó ít lắm các bạn ạ. Đây mình sẽ để dành hai sáp này nhé các bạn nhé. Đây, hai sáp nhỏ này. Hôm nay ít ong thợ lắm. Đây, giờ có từng này thôi. Lên bốn sáp nhỏ thôi. Đây, sáp của nó chỉ bằng cái sáp ong ruồi thôi các bạn ạ. Ok, hôm nay chỉ được từng này thôi các bạn ạ. Đáng lẽ ra là cuối tháng 5 mới lấy thì quá nét luôn, nhưng mình phải tranh thủ lấy thôi. Bởi vì những người hay kiểu không muốn làm nhưng mà muốn có ăn không của người ta ấy, thì họ lên rừng thấy là chủ động nhà lên nên lấy trộm các bạn. Mình mất nhiều lắm, buồn. Hôm nay thì mình lên lấy được bao nhiêu thì cứ lấy thôi. Mình tranh họ, tranh lấy của họ. Buồn lắm. Mình cũng không buồn vì cái gì. Mình chỉ buồn cho cái đạo đức của họ rất là kém luôn. Các bạn ạ. Mình vừa lấy cũng vừa nhục đấy. Rất là buồn luôn. Trước mình cũng cảm thấy ức lắm, hôm nay mình chia sẻ với các bạn như thế. Có gì thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Hôm nay tuy chúng ta không gặp những khủng chất lượng mấy các bạn ạ, có gì các bạn thông cảm cho mình, bỏ qua cho mình. Mình sẽ xin dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé các bạn nhé. Chắc được ít thôi, phải tầm 5 lạng thôi các bạn ạ, 3-4 lạng gì đấy, tầm đấy. Rồi, ok, chào các bạn nhé.